Xin chào 500 anh em, chào mình em đã quay trở lại với series tóm tắt Light Novel Tessera trên Anime Wiki. Nối tiếp những diễn biến trong phần trước đó, sau khi được Rimrud thông não về kẻ thù thực sự là thần trí hạch Michael với mục đích hồi sinh cho Vedanova, mọi người đã thống nhất sẽ lập ra hoàng đế mới cho đế quốc, từ đó không khí trong cuộc họp đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Đến tận lúc này, Rimrud mới lần đầu tiên lên tiếng nói chuyện với Masayuki. Vậy tân hoàng đế là Masayuki Kun phải không? À, có tệ không khi ta gọi cậu như vậy? Sau một chút ngập ngừng thì Masa mới đáp lại rằng có thể gọi Rimrud là Rimrud-san được chứ. Tất nhiên Masayuki-kun, thật khó để hiểu người ta đang nói gì trong mấy cuộc họp như thế này phải không? Vâng, câu nói của chủ tịch như thể kéo Masayuki từ tít thế giới nào đó về với thực tại. Lúc này thanh niên mới bắt đầu than thở rằng những ngày qua luôn cảm thấy ngột ngạt và đầu óc luôn căng thẳng cho đến tận bây giờ. Một cảm giác như thế nào ấy nhỉ? Phải nói là chơi vơi. Sau đó Masa bày tỏ sự cảm kích về mức độ tâm lý của Rimrud, người chưa bao giờ đáng tin cậy như lúc này. Hơn ai hết, Rimrud hiểu rất rõ về điều đó. Mặc dù là nhân vật chính trá hình, nhưng đây là lần đầu tiên Masa bị đem ra mổ xẻ ở cái tầm quốc gia như thế này. Từ đâu trên trời chui ra một bà rồng, rồi hàng tá quân lính tôn mình làm hoàng đế, xong họp bàn các kiểu, chơi vơi là phải rồi. Rimrud cũng biết Velgrin là người ít quan tâm đến cảm xúc của cấp dưới nên không thấu hiểu được những lo lắng tâm thương của Masayuki. Còn dàn lãnh đạo của đế quốc thì lại bận bịu công việc và không có thời gian suy nghĩ về tình hình của thanh niên. Kết quả là Masayuki đã vật lộn mọi thứ một mình. Cũng vì thế cậu ấy đã tìm đến Rimrud để hai anh em ngồi tâm sự nhỏ to nhưng lại gặp ngay bà Seo não cơ. Kết quả thì một cuộc họp to đùng như thế này diễn ra. Là người giản dị, Rimrud không hợp với lối nói chuyện khách sáo cũng như mấy vụ đàm phán chính trị. Vì vậy lúc này cậu đã yêu cầu Masayuki và mọi người cứ thoải mái hơn đi. Hiểu được suy nghĩ của chúa nhân, Testarossa mỉm cười thông báo rằng đức vua của chúng tôi, Rimrud-sama muốn cuộc họp thoải mái và gần gũi hơn. Mọi người cũng đã thấu hiểu quan điểm của nhau rồi. Vậy các vị có muốn cuộc họp diễn ra với thái độ thân mật hơn hay không? Ngay sau đó không khí trong phòng trở nên thoải mái hơn rất nhiều, Masayuki và Kachen cùng nở nụ cười thích thú. Như vậy phần dầu dìa đã xong xuôi, giờ sẽ đến giai đoạn bàn bạc về cách thức tiến hành. Nói thì đơn giản nhưng quả thực khi đi sâu vào, người ta mới thấy để đưa Masayuki lên làm hoàng đế không hề dễ dàng. Vấn đề đầu tiên là sự công nhận của người dân và hoàng thất đế quốc. Dù là chuyển sinh của Rutora nhưng Masayuki không có ký ức cũng như huyết thống của ông ấy. Cũng rất khó để nói về vấn đề mảnh linh hồn là có thật, thế nên không có cách nào để chứng minh Masayuki là Rutora. Rimrud cho rằng chuyện sẽ rắc rối nếu người dân không chấp nhận Masayuki. Nghe như vậy, thanh niên cũng nhiệt tình gật đầu. Đúng rồi, vụ này rất chi là vô lý phải không? Yên tâm đi Masayuki, Velgrin và tác giả chấp nhận cậu là đủ rồi. Lúc này Velgrin nói rằng chuyện không thành vấn đề bởi bộ luật hoàng gia của đế quốc có điều khoản rằng người được cô công nhận thì sẽ là Rutora và hoàng đế. Trước kia, điều luật đó chỉ là hình thức nhưng thật thú vị khi nó là điểm mấu chốt trong phi vụ lần này. Thông qua Minos, chúng ta cũng được biết Rutora luôn chuyển sinh thành con trai của vợ cả. Sau khi được kế thừa, bản ngã của ông sẽ tự bộc lộ khi trưởng thành nên người ta cũng không khó để nhận ra ai là chuyển sinh của Rutora. Tuy nhiên trong suốt chiều dài lịch sử, không phải lúc nào hoàng đế này cũng suôn sẻ trở lại ngai vàng vì từng có những kẻ đã tìm cách thay thế ông và bị Velgrin trừng phạt. Đó cũng là lý do vì sao đế quốc có điều luật người được bà dòng công nhận chính là Rutora và hoàng đế. Nghe như vậy Rimrud không dám tưởng tượng đám phản nghịch kia đã chịu kết cục như thế nào. Đó chắc chắn là hình phạt rất kinh khủng đến từ phát xử lý của Velgrin. Vậy gọi Masayuki là con ngoài giá thú của Rutora thì sao? Ý kiến của chủ tịch rất sáng tạo nhưng nó cũng ngay lập tức bị Minos phủ định. Vốn dĩ Thượng viện đế quốc đã lưu trữ toàn bộ hồ sơ của Rutora, bao gồm cả nhóm máu và DNA. Thông tin này khiến Rimrud bất ngờ, cậu không nghĩ khoa học công nghệ của đế quốc đã tiến xa tới mức đó rồi. Vâng, trong thế giới fantasy có xe tăng chưa đủ, giờ còn cả xét nghiệm DNA. Nước DNA của Rutora làm sao Rimrud có thể lường trước được? Chưa từ bỏ, chủ tịch tiếp tục đề xuất. Vì Masayuki có khuôn mặt giống Rutora nên chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nếu cậu ấy bắt chước Rutora hay sao? Với nước đi này, Rimrud muốn lợi dụng quyền uy hoàng đế để bỏ qua quá trình kiểm tra, sau đó tìm cách thay thế hồ sơ của Rutora. Tuy nhiên, một tiếp phim Hàn Quốc đó đã bị Velgrin thẳng thừng cự tuyệt. Cô giải thích rằng sức mạnh của Michael phụ thuộc vào lòng trung thành từ người dân với Rutora, thế nên tốt nhất là giả bộ Rutora đã chết và lấy đi sức mạnh đó. Lẽ nào Rimrud đã quên điều này? Lời của Velgrin khiến chủ tịch bối rối trong thoáng chốc. Tuy nhiên cậu cho rằng rất có thể Michael đã lên phương án đối phó bằng cách thay đổi mục tiêu sức mạnh từ Rutora sang một người khác rồi. Tức là thay vì lấy năng lượng từ người dân của đế quốc, có thể Michael đã tìm được nguồn năng lượng khác bằng cách sử dụng một kẻ nào đó làm mục tiêu thay thế. Rimrud nghĩ rằng chắc chắn hắn sẽ sử dụng kẻ mà cậu không thể tiếp cận hoặc ai đó cực kỳ mạnh mẽ. Suy luận của chủ tịch hoàn toàn chính xác. Trước khi công khai sự xuất hiện của mình, Michael đã để Fiway nhập vào tồn tại song song của Rutora, qua đó để cả hắn và Fiway đều sử dụng được công lý vương. Làm vậy, lòng trung thành từ đám yêu ma tộc dành cho Fiway sẽ duy trì sức mạnh cho cả Michael. Nói cách khác, tên này đã tính trước một bước rồi, não của hắn cũng không phải dạng vừa đâu.
Về Green cũng hiểu Michael chắc chắn đã có biện pháp đối phó, nhưng để an toàn thì vẫn nên hướng lòng trung thành của người dân và Masayuki. Ngoài ra, bà Dòng cũng tự tin chỉ cần lấy danh dự của cô để khẳng định Masa là Rotora thì sẽ không ai phản đối. Đến đây thì Rimuru cũng không phản bác gì nữa. Ok, nếu đã có luật như vậy, cộng thêm sự tự tin của Vergreen, con rồng bảo vệ đế quốc thì cứ xúc tiến như vậy đi. Vấn đề còn lại là tâm lý của Masayuki. Nghĩ như vậy, chủ tịch lên tiếng. Mà làm vậy có ổn không hả Masayuki-kun? Vergreen thì nở nụ cười dịu dàng đến mức đáng sợ khi nói rằng nếu anh không thích thì không cần nhích đâu. Tôi sẽ làm điều đó, dù sao tôi cũng được ca tụng là anh hùng rồi nên không có vấn đề gì nếu nhận thêm một danh hiệu mới đâu. Lỡ rồi thì cho ghẻ luôn đi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Masayuki tuyên bố điều đó bằng đôi mắt trống rỗng như thể đã giác ngộ đến một cảnh giới nào đó rồi. Nghe như vậy, nhóm Kanguro rất vui. Đối với họ, một hoàng đế mới rất cần thiết cho sự tồn tại của đế quốc. Rimuru cũng yên tâm phần nào. Cậu hiểu rằng bất chấp bối cảnh như con ghẻ, nhưng Masayuki đích thị là con cưng nên sẽ hoàn thành vụ này ổn thỏa thôi. Chưa kể với kỹ năng của mình, thanh niên rồi sẽ được mọi người ủng hộ tuyệt đối. Ok, sau đó chúng tôi sẽ thông báo Thumbus đã chấp nhận hoàng đế Masayuki. Tôi cũng hứa sẽ lập tức trả tự do cho các sĩ quan hoàng gia đang bị giam giữ. Chúng tôi không bắt họ chịu trách nhiệm nhưng vẫn giữ lại khoản bồi thường, được chứ? Sau khi Masayuki lên ngôi, chúng ta có thể thảo luận chi tiết hơn về điều đó. Lời tuyên bố của Rimuru nhanh chóng được nhóm Kanguro chấp thuận và rối rít cảm ơn. Nhưng tưởng cuộc họp sẽ kết thúc ở đây thì Kachen bất ngờ lên tiếng. Ông ấy thắc mắc về lý tưởng trị vì của Masayuki là như thế nào. Nghe như vậy, Masa lập tức trở nên nao núng, sau đó lo lắng nhìn về phía Rimuru và nói rằng sẽ tạo ra một thế giới nơi mọi người được sống với tiếng cười. Rimuru cũng bật cười sảng khoái và nhận định đây mới là thứ quan trọng nhất. Cậu nói rằng trước đây khi nghe về lý tưởng đó, Rotora từng châm biếm nó thật ngây thơ và trẻ con. Nhưng việc Masayuki thừa nhận đã giúp cậu yên tâm hơn. Có vẻ đến cùng cậu là người đã lựa chọn đúng. Sau đó Rimuru và Masayuki, một ma vật một nhân loại, cùng hứa sẽ cố gắng hết mình để hướng đến lý tưởng của họ và cùng nhau cười lớn. Vergreen cũng mỉm cười hài lòng, còn Diablo và Seon nhìn Rimuru với ánh mắt say sưa. Về phần Gachen, ông thở dài mệt mỏi khi biết rằng sắp tới mình sẽ có nhiều thứ để lo lắng hơn. Một Rimuru chưa đủ, giờ thêm Rimuru thứ hai nữa. Cứ như vậy, giờ phút đó đánh dấu sự ra đời của vị hoàng đế cứu thế, Masayuki Rotora Nam Uinasuka. Sau đó là giờ nghỉ trưa và mọi người cùng tận hưởng bữa trưa. Không có gì đặc biệt ngoài trừ việc món ăn rất ngon như mọi khi. Thông qua cuộc nói chuyện về rượu của Benimaru và những người luôn, chúng ta được biết dù chỉ là thử thôi, nhưng thỉnh thoảng Suna cũng uống rượu. Còn Benny thì kể từ lúc cưới bà sâu rượu Onbis thì cũng hay nhậu để tâm sự với vợ. Kết quả là đã trở thành con sâu rượu giống với vợ luôn. Ngoài ra, khi mọi người đang ăn uống trò chuyện vui vẻ thì bất chợt Kanguryo bật khóc. Lý do là ân hận vì những mệnh lệnh của mình mà các đồng đội trên sư đoàn không quân đều chết. Trước đó, trong cuộc đột kích và chiến hạm của Rotora, Tessarossa đã thi triển ma pháp hạch kích lời chúc tử vong, qua đó đoạt mạng gần như toàn bộ đám lính trên tàu. Trong số đó có hơn 10 thuộc hạ thân cận của Kanguryo. Sau đó khi nhận được lời cầu xin của ông ta, Testa cùng với Rimuru đã hồi sinh cho đám này và một cơ thể nhân tạo. Kết quả là lúc này, phòng ăn lại trở thành nơi đoàn tụ đầy nụ cười và nước mắt của Kanguryo với đồng đội. Nhìn cảnh mọi người sum họp, Rimuru hy vọng rằng đế quốc sẽ hiểu chiến tranh xâm lược là một điều ngu xuẩn, để rồi từ đó hướng đến việc xóa bỏ xung đột bằng cách đàm phán. Sau giờ nghỉ trưa, cuộc họp bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều, mục đích là để xác nhận lại kế hoạch và thảo luận về việc chia sẻ trách nhiệm trong tương lai. Liên minh Tam Quốc, Dragon, Tempest và đế quốc được thành lập. Dragon sẽ hỗ trợ đế quốc xây dựng lại khu vực biên giới, nơi đã bị phá hủy trong trận chiến vừa rồi. Còn Tempest, trong khi sửa lại những tuyến đường sắt bị hư hại do chiến tranh trong đại xâm lâm, Rimuru sẽ cho xây thêm một tuyến đường sắt đến thủ đô đế quốc. Testarossa cũng được cử đến đế quốc để thiết lập một đại sứ quán, mục đích là để thuần phục những kẻ chống đối tư tưởng hòa bình của Masayuki. Thực tế, dù đế quốc đã thua trận, nhưng đại bộ phận những kẻ đang sống thoải mái ở quê nhà sẽ không chấp nhận kết cục này và sẽ yêu cầu một cuộc xâm lược mới trong tương lai. Vergreen nói rằng cứ để cô giết sạch đám đó đi, nhưng Rimuru muốn sử dụng chúng. Đế quốc đang thiếu hụt nhân tài trầm trọng nên không thể làm họ thêm suy yếu được. Dưới sự hỗ trợ của Moss, chắc chắn Tessa sẽ dọn dẹp mọi thứ ổn thỏa thôi. Vị trí của cô ở Hội đồng Phương Tây sẽ được Sien thay thế. Đáng chú ý là Venom được quyết định sẽ đi theo Masayuki để làm vệ sĩ. Phù, việc này không thành vấn đề. Nếu vì lợi ích của Rimuru-sama thì xin đừng ngại sử dụng chúng. Đó là phản ứng của Diablo. Rimuru cũng làm biếng bình luận gì thêm. Cậu biết nếu đào sâu về việc tên này đang nghĩ gì thì sẽ cực kỳ mệt mỏi. Với tư cách là các thành viên của đế quốc, chúng tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của các ngài. Thay mặt toàn thể đế quốc, Minut cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Rimuru. Ông này là một vị tướng tài và cũng là một chính trị gia giỏi. Chứng kiến điều đó, chủ tịch rất vui khi hiểu rằng Minut sẽ là hỗ trợ đắc lực của Masayuki trên chặng đường tiếp theo. Sau cùng của cuộc họp là vấn đề về Michael. Khi Gachen hỏi về khả năng chiến thắng thì Rimuru nói rằng cậu không đảm bảo sẽ thắng nhưng chắc chắn sẽ không thua Michael. Nghe như vậy, Gachen cũng xem lại tên phim và bày tỏ niềm tin vào chiến thắng của Rimuru. Ông biết dù thế nào, thằng em của mình cũng làm mọi cách để biến lời nó đó thành sự thật.
Khi Guardian nhắc về việc ông và thằng con đã bỏ cuộc khi chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của Vergreen, Rimuru cũng suy nghĩ về chiến thắng của mình. Quả thực trải qua một trận chiến máu lửa, đến tận lúc này chủ tịch vẫn chưa hiểu vì sao mình có thể đánh bại được Vergreen. Trước đó khi thấy nhóm Testa gục ngã ở Darkon, Rimuru nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tuy nhiên cậu biết rằng lần đối đầu với Michael này sẽ khác. Giờ cậu đã được nâng cấp sức mạnh, đã có Cell, Vedora, Diablo và nhiều người khác bên cạnh. Thế nên thua cuộc là điều không nên nghĩ đến. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thua một con Slam, nhưng ta rất biết ơn cậu. Ta nghĩ rằng ngay cả Vesado cũng không đánh bại được Rimuru. Bất chấp những lời nói của Garchen trước đó, Vergreen không hề cảm thấy bị xúc phạm khi thừa nhận thất bại của mình. Nghe bà Nhiệt nói như thế, Rimuru cũng không chắc mình có thể đánh bại được Vesado hay không. Nhưng cậu biết rằng Vergreen đang nói ra những điều từ tận đáy lòng của cô ta. Cô đánh giá cao thế làm tôi thấy xấu hổ đấy. Đừng khiêm tốn vậy. Cậu thắng không phải do may mắn mà bằng sức mạnh tuyệt đối của mình lại còn thắng áp đảo nữa. Cậu có ý gì khi nói như vậy? Vergreen cũng không thấy xấu hổ về thất bại của mình. Cô thẳng thắn chấp nhận và xem nó như quá khứ. Chính điều đó làm Rimuru thêm phần sợ hãi và bí mật nâng cao cảnh giác với Vergreen. Trên chiến trường, đối đầu với người biết tiến lùi luôn đáng sợ hơn những kẻ kiêu ngạo chỉ biết vỗ ngực tự xưng bất bại mà. Lúc này Rimuru mới cho trường chiếu hình ảnh của các thiên sứ đã xuất hiện trong trận chiến vừa rồi và nói rằng cậu vẫn chưa biết chút gì về kẻ địch, từ sức mạnh, phương pháp và những mục tiêu của chúng. Sau đó chủ tịch cũng kể toàn bộ những gì cậu biết về đám này. Chúng rất mạnh, đều có AP tương đương 3 triệu và là những đối thủ khó chịu đến mức nên tránh đối đầu 1-1. Để bổ sung thêm thông tin, Vergreen nói rằng đây đều là những kẻ từng ở dưới trướng anh trai cô Vedanava trong thời cổ đại và xấu xa không kém gì các ác ma thủy tổ. Chắc chỉ có Long Chủng mới nói được như thế trước mặt Testarossa và Diablo. Vergreen cũng nói thêm rằng cơ thể đám Zaradio đều đang bị phong ấn, thế nên xuất hiện trong mê cung chỉ là phân thân suy yếu của chúng. Cũng vì vậy không thể đánh bại đám này theo cách thông thường, từ đó cô khuyên Rimuru nên đề phòng. Nghe như vậy mọi người trong phòng không thể nói nên lời, bởi bằng cách nào mà trong một đòn duy nhất Vergreen đã tiêu diệt được một trong số chúng. Lúc này Seo giải thích rằng đó là hiệu ứng của bước nhảy thứ nguyên, một quyền năng đến từ kỹ năng tối thượng Viêm Thần Vương. Bình thường với nó Vergreen chỉ có thể vượt qua không thời gian để đến nơi chứa mảnh vỡ linh hồn của Rutra thôi, nhưng cô vẫn có thể tung đòn tấn công của mình nếu lần tìm ra một dấu vết bất kỳ nào đó. Trong trường hợp của Konu, Vergreen đã tìm được kết nối giữa cơ thể thật và phân thân của hắn, sau đó tung ra một đòn tấn công vượt qua thời không để tiêu diệt luôn cả hai. Nghe đến đây, Rimuru hiểu nếu đã là đòn tấn công vượt qua thời không thì dù có là tồn tại song song cũng không thể thoát khỏi. Điều này khiến chủ tịch càng trở nên cảnh giác với Vergreen, người đã làm chủ hoàn toàn kỹ năng và trở nên mạnh mẽ hơn. Gần đây Vedora cứ tí ta tí tởn khi học được tồn tại song song, nhưng với quyền năng của Vergreen, tất cả đã trở nên vô nghĩa rồi. Càng nghĩ Rimuru càng thấy tiếc cho thằng bạn. Trở về với cuộc họp, sau khi nghe những điều Vergreen nói, Garchen cùng thuộc hạ đang trong trạng thái trầm ngâm. Nếu Thumbus có Rimuru cùng Vedora bảo kê, đế quốc có Vergreen, thì Darkon không có bất kỳ ai chống đỡ. Trước kẻ địch mạnh như vậy, Garchen không thể không lo lắng. Tuy nhiên Rimuru cho rằng vì mục tiêu của Michael là hồi sinh Vedanava nên có lẽ hắn sẽ không nhắm đến Darkon đâu. Điều đó cũng khiến Garchen cảm thấy nhẹ nhõm phần nào và lên tiếng thắc mắc về biện pháp của Michael. Lúc này thì Diablo giải thích rằng mục tiêu của hắn là Vedora và Vechado. Hắn muốn tận dụng sức mạnh của họ để hồi sinh hoàn toàn cho Vedanava. Quả là một ý tưởng ngu ngốc, còn ngu ngốc như thế nào thì Diablo không nói rõ. Nếu vậy thì công chúa rồng cũng là mục tiêu sao? Trước nhận định của Kangurio, Vergreen cho rằng nếu đám Michael chỉ đơn thuần muốn chiếm lấy quyền năng của Vedanava thì có thể chúng sẽ nhắm đến Milim. Nhưng nếu mục tiêu là hồi sinh Tinh Long Vương thì chúng sẽ không dám đụng đến cô ấy, bởi làm vậy chẳng khác gì xúc phạm Vedanava. Tùng cái vái lại là tùy theo mục đích thực sự của Michael mà Milim có bị nhắm đến hay không. Rimuru cũng không lo cho Milim lắm, cô nàng này rất mạnh, cũng chẳng xấu kỹ năng tối thượng thiên sứ hệ nào. Thêm cả Carrion với Faye cũng thức tỉnh mà vương rồi. Vậy theo cách cô nói thì Vedanava không quan tâm đến mấy đứa em của mình hả? Đó là logic của chủ tịch. Từ việc Vergreen nói Michael đụng đến Milim là xúc phạm Vedanava, vậy tại sao hắn lại nhắm đến ba chị em nhà Long Chủng? Lẽ nào Vedanava không quan tâm sống chết của đám này? Cậu khá là thô lỗ đấy. Vergreen nhìn Rimuru, cảm giác sững sờ không nói nên lời hơn là tỏ ra khó chịu. Tôi xin lỗi, là người trung thực nên tôi chỉ. Vừa xin lỗi, Rimuru vừa tự nhủ sẽ giữ mồm giữ miệng hơn trong tương lai. Bất chấp phản đáp thẳng vào mặt của chủ tịch, Vergreen cũng không để bụng, cô từ tốn giải thích rằng Long Chủng có cách suy nghĩ rất khác với phần còn lại. Vì họ bất tử nên việc sống chết của anh chị em không quá quan trọng. Ví dụ với danh nghĩa giáo dục, Vezado từng không ngần ngại vả cho Vedora chết lên chết xuống. Cảm giác lời giải thích của Vergreen vẫn còn mơ hồ, Testa mới túm cái ý lại rằng vì Milim không phải là Long Chủng nên không bất tử. Thế nên nếu giết Milim, Michael sẽ phải hứng chịu cơn phẫn nộ của Vedanava phục sinh. Được rồi, và chúng ta hãy cùng nhau cảnh báo cho Milim nhé. Nghe Rimuru nói vậy, Vergreen cũng gật đầu đồng ý rồi quay sang nhắc nhẹ Masayuki rằng vì cậu trông rất giống Rutra nên vẫn sẽ là mục tiêu của Michael, thế nên cần hết sức thận trọng. Hả hớ, bọn chúng vẫn chưa từ bỏ tôi à?
Không đợi Vergreen trả lời, nhóm Kangiro cũng lên tiếng cảnh báo Masa phải chăm sóc bản thân tốt hơn, vì ở đế quốc không có vụ hồi sinh như ở Mekong đâu. Được rồi, ý tôi là tôi hiểu rồi. Câu trả lời như kiểu, mẹ sao lúc nào cũng là tôi của Masayuki đã kết thúc cuộc họp buổi chiều hôm đó. Và video cũng xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.